Dạ, cửa hàng nông ngư Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh An Đông, số điện thoại 0354392929. Vừa sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa Estin 240 này. Một con máy đời cực kỳ cao, dòng này là dòng bãi Nhật các bác nhá. Dòng bãi sử dụng tại Nhật và tiêu thụ nhập về tại Việt Nam. Đó, nguyên zin luôn các bác, tự tay cửa hàng chúng em đi lựa từng con một. Nên là đảm bảo các bác là linh kiện của nó này siêu siêu VIP rồi. Nguyên zin nguyên bản, các bác không cần phải lăn tăn về linh kiện các bác nhé. Còn về tổng thể ngoại hình thì con này thì nói chung là con này cũng quá là xuất sắc đấy ạ. Lam của nó là lam 50 luôn các bác nhá. Đó, nước sơn thì nói chung là cũng còn tương đối. Nếu mà về hệ Estin thì thường thường cây lam của nó rất hay dễ bị bong chóc với chóc sơn các bác nhá. Đấy, nhưng mà con này thì nói chung là vẫn còn đẹp. Estin 240 dòng bãi Nhật. Con này thì sản xuất cực kỳ cao các bác nhá, 2009 thì các bác. Đầu máy không là nặng 4,5 kg. Riêng đầu máy không nếu mà cả lam xích thì nó tầm khoảng hơn 5 kg các bác nhá. Con này thì đời cao, có tích hợp xả áp cho các bác luôn. Thông cảm các bác, thông cảm nhé. Con này thì cửa hàng chúng ta vừa mới dọn rửa nên là lên video thì nó còn hơi ướt một tí xíu, nên là các bác thông cảm giúp em nhé. Quan trọng là quay để cho các bác lên video để cho các bác nhìn có thể ưng ý nhất các bác nhá. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, cửa hàng chúng em đã dọn nổ rồi, test nổ mấy lần và đem đi rửa rồi. Và nói chung là trên video này thì cửa hàng chúng em không có test nổ các bác nhé, tại vì các bác thông cảm cho cửa hàng chúng em, tại vì vừa mới dọn rửa xong nó vẫn còn hơi ướt nên là đợi tí xíu nó khô đi một tí xíu thì cửa hàng chúng em sẽ test nổ cho các bác. Mà đợi mà test nổ để quay video được thì trời đã tối mất rồi, bây giờ thì cũng tối rồi các bác ạ. Đó, nên là quay để tiện lên video cho các bác xem luôn. Còn nếu mà các bác nào mà ưng ý, kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ riêng các bác nhé. Đó. Tổng thể cây máy này quá VIP và siêu chất lượng luôn các bác nhé. Tình trạng quá đẹp. Các bác nhìn qua. Bùi à lọc gió của nó không hề có tình trạng rách hay là hỏng hóc gì các bác nhé. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản ấy cho các bác luôn. Các bác không phải lăn tăn luôn ạ. Ừ. Lòng hơi này giật cứng cực kỳ các bác nhé. Cứng ngắc luôn. Tích hợp xả áp cho các bác nữa thì rất là tiện lợi. Con này thì đời cao, có nắp cài luôn cho các bác rồi. Estin 240 dòng bãi Nhật, sản xuất và tiêu thụ chính hãng tại Nhật các bác nhá. Đó. Máy cưa siêu chất lượng khai thác cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa khai thác về khai thác keo đồ linh tinh các bác nhá. Đấy. Thì các bác tham khảo từ con này xem là có ưng ý không các bác nha. Tình trạng máy móc quá VIP rồi. Trên video thì cả chúng em quay như thế nào thì gửi y như con đó cho các bác xem qua. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video, tời đi tời lại, tua đi tua lại xem kỹ. Đó, các bác nào cảm thấy ưng ý rồi, muốn đặt hàng con này rồi, hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì sẽ gửi video test nổ cho các bác để cho các bác có thể tin tưởng nhất cho cửa hàng chúng em. Nói chung vòng tua của con hệ Estin các bác không cần phải lăn tăn luôn, siêu khỏe và nổ siêu thắng máy. Bởi vì con này hệ Estin thì được tích hợp cho các bác là 2 bạc các bác nhá, 2 bạc, nên là vòng tua của nó cực kỳ khỏe luôn. Đấy, con này thì quặn trực tiếp bằng 2 ốc lam luôn các bác nhá, 2 ốc lam trực tiếp bằng khóa 19, nên là các bác không cần phải lăn tăn, siêu chắc chắn luôn. Còn lam theo máy của nó thì đã dài rồi, các bác nào mà có nhu cầu cần dài hơn thì con này vẫn có thể tải được các bác nhá. Đấy. Và giá thì hiện tại thì con này cửa hàng bán với giá là 5.800.000, 5.800.000. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này rồi thì hãy nhắc máy ngay liên hệ cho cửa hàng chúng em. Chúng em cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ cho các bác ở trên Zalo. Đó. Và giá là đã hoàn toàn miễn phí ship các bác nhé. Hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Của phụ kiện bên em là gồm một típ ở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.